chào, rất vui rất được gặp lại các bạn. Dậy thì sớm là từ khóa đang ngày càng được quan tâm bởi các phụ huynh, đặc biệt là những người có con em sắp bước vào tuổi dậy thì. Vậy dậy thì sớm là gì, nó nguy hiểm như thế nào và cái gì gây ra dậy thì sớm? Câu trả lời sẽ có sau 10 phút của video này. Trung bình, nữ giới bắt đầu dậy thì vào khoảng 10 tuổi rưỡi và dậy thì hoàn toàn ở độ tuổi từ 15 đến 17. Nam giới thường bắt đầu dậy thì ở độ tuổi từ 11 đến 12 và dậy thì hoàn toàn ở độ tuổi từ 16 đến 17. Ở tuổi dậy thì, cơ và xương phát triển nhanh chóng, có thể thay đổi cả về hình dạng lẫn kích thước, đồng thời xuất hiện những đặc điểm người lớn như là ngực nở, mụn trứng cá, lông mu hoặc giọng nói trầm hơn hay dân gian hay gọi là vỡ giọng. Kể từ lúc này thì cơ thể cũng bắt đầu có thể có con. Cột mốc quan trọng nhất của tuổi dậy thì đối với nữ giới đó là có kinh nguyệt lần đầu tiên, trung bình xảy ra vào khoảng 12 tuổi rưỡi. Đối với nam giới đó là lần tính phong đầu tiên, xảy ra trung bình ở tuổi 13. Dậy thì sớm được định nghĩa là khi mà cơ thể trẻ em bắt đầu chuyển đổi thành cơ thể người lớn quá sớm, thường là từ dưới 8 tuổi ở bé gái và dưới 9 tuổi ở bé trai. Nói vậy có nghĩa là các đặc điểm người lớn như vừa liệt kê bên trên xuất hiện quá sớm so với lứa tuổi của trẻ. Nói là so với lứa tuổi của trẻ là vì có những nhóm trẻ em dậy thì sớm hơn so với mặt bằng chung. Các thống kê chỉ ra rằng trẻ em người Mỹ gốc Phi dậy thì sớm hơn, trong khi trẻ em da trắng và châu Á dậy thì muộn hơn. Ví dụ, dậy thì xảy ra ở 50% các bé gái da đen hoặc người Mỹ gốc Phi tuổi từ 8 đến 9, trong khi đó chỉ có 15% các bé gái da trắng cùng tuổi dậy thì. Tương tự như vậy, khoảng 20% bé trai da đen hoặc người Mỹ gốc Phi chủ lông mô ở tuổi 9, trong khi đó chỉ có 4% bé da trắng cùng tuổi có cái thứ đó. Nói như vậy có nghĩa là việc xác định một đứa trẻ có dậy thì sớm hay không, không chỉ dựa vào số tuổi mà còn phải dựa vào từng nhóm dân tộc. Dậy thì sớm đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại. Nó có hại cho trẻ em cả về thể chất lẫn tâm sinh lý. Khi mà trẻ dậy thì sớm, chúng cao lên sớm hơn, thế nhưng cuối cùng lại lùn hơn do các đĩa tăng trưởng ở hai đầu các xương dài như là xương đùi và xương cánh tay đóng quá sớm. Trẻ dậy thì sớm thì cũng có mức độ trưởng thành về tâm lý sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, có thể dẫn tới cảm giác thiếu thốn về mặt tình cảm. Trẻ có thể cố gắng kết bạn với người lớn tuổi hơn mình hoặc là rơi vào trầm cảm vì tự ti với những sự thay đổi trên cơ thể. Mặc dù hiếm gặp, nhưng trong một số trường hợp, trẻ dậy thì sớm có thể mọc ra những thứ của người khác giới. Hả? Ví dụ, bé trai thì có thể phát triển ngực, trong khi bé gái có thể vỡ giọng, giọng trở nên trầm ấm và có lồng mặt. Nó chỉ xảy ra khi mà nồng độ hormone sinh dục đặc biệt cao, khiến cho nam thì bị nữ tính hóa quá mức, trong khi nữ thì trở nên siêu nam tính và manly. Người ta chia dậy thì sớm ra làm hai loại, đó là dậy thì sớm trung ương và dậy thì sớm địa phương. Này. À nhầm, dậy thì sớm ngoại vi. Khi mà hormone sinh dục được giải phóng, cơ thể ngay lập tức dậy thì dù nó chưa đủ tuổi. Sự khác biệt nằm ở cách mà hormone sinh dục được chỉ đạo sản xuất. Dậy thì sớm trung ương xảy ra khi trục vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến sinh dục hay còn gọi là trục HPG tiết ra các hormone kích thích buồng tấn và tinh hoàn sản xuất testosterone và estrogen từ quá sớm. Nó giống như là dậy thì bình thường, chỉ là diễn ra sớm bất thường. Nguyên nhân là do não có một khối u, bị dị tật bẩm sinh, bị nhiễm trùng, hoặc cũng có thể là hậu quả của xạ trị não để điều trị ung thư. Điều đáng lo ngại đó là khoảng một nửa số bé trai và hầu hết các bé gái dậy thì sớm trung ương thì đều không xác định được nguyên nhân. Các em không có khối u hay bất thường về não bộ, thế nhưng vẫn dậy thì sớm. Dậy thì sớm ngoại vi xảy ra khi mà hormone sinh dục được chính buồng trứng, tinh hoàn hoặc tuyến thượng thận tự sản xuất trước thời hạn. Thường là do những cơ quan này có khối u và các khối u này chế tạo hormone một cách mất kiểm soát. Mặc dù đang gây nhức nhối, thế nhưng vẫn cần nhìn nhận khách quan rằng dậy thì sớm, nhìn chung thì vẫn là hiếm. Theo ước tính, dậy thì sớm trung ương có tỷ lệ 1 trên 5.000 đến 1 trên 10.000 trẻ. Dậy thì sớm ngoại vi còn hiếm hơn, chỉ chiếm 23,3% tổng số ca dậy thì sớm. Trải nghiệm tóc nào?
làm hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại 30 soi. Combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao. Combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Về nguyên nhân, như mới nói bên trên, hầu hết các ca dậy thì sớm đều vô căn, tức là không xác định được nguyên nhân. Vậy đâu mới là nguyên nhân? Khi bạn đọc báo, bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin cho rằng chính lối sống hiện đại bao gồm một chế độ dinh dưỡng dư thừa, ăn nhiều đồ ăn nhanh, ít vận động, dán mắt vào màn hình TV, điện thoại hay là tiếp xúc quá sớm với Internet và các văn hóa phẩm không phù hợp với lứa tuổi chính là nguyên nhân gây ra dậy thì sớm. Có đúng như vậy hay không? Té ra nó cũng có vài phần đúng. Một nghiên cứu ở Trung Quốc vào năm 2019 đã điều tra mối liên quan giữa chế độ ăn uống với dậy thì sớm. Gần 3.000 nữ sinh tuổi từ 9 đến 19 ở 6 tỉnh của Trung Quốc được phân thành 3 nhóm: bình thường, thừa cân và béo phì. Các bác sĩ sau đó sẽ đánh giá các em dựa trên thang đo Tanner. Thang Tanner là một thang xếp hạng mức độ trưởng thành giới tính dựa trên các giai đoạn phát triển các đặc điểm bên ngoài. Mà thôi, tớ không liệt kê nữa nhá, nhớ anh em nào đang ngồi cùng phụ mẫu thì xấu hổ chí. Kết quả chỉ ra rằng các bé gái thành thị có kinh nguyệt sớm hơn, các bé gái béo phì và thừa cân dậy thì sớm hơn so với các bé có cân nặng bình thường. Một nghiên cứu khác vào năm 2021 trên 164 trẻ em và thanh thiếu niên Ả Rập Xê Út cũng có kết luận tương tự. Nghiên cứu này thậm chí còn tuyên bố rằng việc ăn thịt gia cầm phi hữu cơ non-organic poultry thì có liên quan đến việc phát triển lực sớm ở bé gái. Thịt gia cầm hữu cơ hiểu nôm na là thịt gà, vịt, ngan ngỗng được nuôi theo kiểu truyền thống, tức là ăn sâu bọ, côn trùng và các loại ngũ cốc truyền thống. Trong khi đó, gia cầm phi hữu cơ được nuôi hoàn toàn bằng những loại ngũ cốc biến đổi gen. Tất nhiên, cần có thêm nhiều bằng chứng trước khi mà ta có thể tin vào kết luận táo bạo này. Vì chế độ ăn uống không lành mạnh, nhiều nước ngọt, đồ chiên rán và bánh ngọt cùng với lười vận động chính là con đường ngắn nhất dẫn tới thừa cân, béo phì. Thế nên ta có thể rút ra một kết luận gián tiếp rằng việc trẻ em ngày nay tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nhanh kết hợp với việc chúng dành quá nhiều thời gian cho TV, điện thoại và Internet dẫn tới lười vận động có thể, và nhấn mạnh chỉ là có thể, chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng dậy thì sớm. À thế à? Nhưng dậy thì sớm không phải chỉ là vấn đề của thế kỷ 21. Nó không sinh ra trong thế kỷ 21 và cũng không hề mới như là bạn nghĩ. Nếu như bạn nhảy về năm 1860, các bé gái thời này có kinh nguyệt lần đầu ở tuổi 15 và các cậu trai vỡ giọng ở độ tuổi trung bình là 17. Nói cách khác, sau hơn 150 năm, độ tuổi dậy thì trung bình toàn cầu đã giảm tận 6 tuổi. Và rõ là cách đây mới 20-30 năm, Internet với cả TV, điện thoại, đồ ăn nhanh, nước giải khát làm gì đã tràn lan để mà chúng ta đổ lỗi cho nó. Đúng, đúng. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ em dậy thì ngày càng sớm trong hai thế kỷ qua chính là do sự cải thiện về dinh dưỡng. Trẻ con ngày càng được ăn uống đủ chất, tăng cân và tích tụ chất béo thế hệ sau nhiều hơn thế hệ trước. Đó có thể là nguyên nhân khiến cho tuổi dậy thì giảm xuống qua từng thế hệ. Thời ông bà, bố mẹ 16-17 tuổi mới cập kê, còn thời bây giờ các cháu cập kè từ khi còn tấm bé. À thế làm sao mà à? Theo logic này, trẻ em ngày nay, mặt bằng chung mà nói, dậy thì hoàn toàn đúng độ tuổi. Chính các thế hệ xưa do nghèo đói, dinh dưỡng kém, điều kiện sống chưa đảm bảo, thế nên mới dậy thì hơi muộn, chứ chưa chắc là các cháu bây giờ đã dậy thì sớm đâu ạ. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Nghiêm túc lại này, còn một nguyên nhân quan trọng khác có thể dẫn tới tỷ lệ dậy thì sớm đang tăng lên, đó là do trẻ em đang phải tiếp xúc với hàng loạt những chất gây rối loạn nội tiết, mà tiêu biểu nhất thì là xenoestrogen. Xenoestrogen là các hợp chất hóa học có khả năng bắt chước estrogen, hormone sinh dục nữ chính của con người. Chúng có trong thuốc trừ sâu, nhựa, hóa chất công nghiệp và các sản phẩm hóa mỹ phẩm như là sữa tắm, dầu gội, sơn móng tay, keo xịt tóc, các loại mỹ phẩm, vân vân. Xenoestrogen tồn tại tự nhiên trong một số loài cây như là ngũ cốc và các loại đậu. Thế nhưng chúng cũng được xả ra môi trường với số lượng lớn trong ít nhất 70 năm qua bởi các công ty công nghiệp
hóa chất và chính người tiêu dùng như tớ và bạn. Khi mà chúng ta ăn trái cây, rau và ngũ cốc được phun thuốc trừ sâu có chứa xenoestrogen, ăn thịt lợn, sữa và cá được nuôi bằng nước nhiễm xenoestrogen, đựng thức ăn trong túi, hộp làm từ nhựa có chứa BPA, một loại xenoestrogen, khi mà chúng ta tắm rửa, gội đầu, hoặc thậm chí khi mà chúng ta uống nước và hít thở không khí ô nhiễm, xenoestrogen cũng sẽ lọt vào cơ thể chúng ta theo cách này hay cách khác. Bên trong cơ thể, xenoestrogen sẽ bắt chước estrogen, gây bối rối cho hệ thống nội tiết và cuối cùng thì là làm sai lệch thời điểm dậy thì đã được cài đặt từ trước. Tóm cái máy lại, để phòng tránh dậy thì sớm ở trẻ, quý phụ huynh cần phải kết hợp nhiều phương pháp, bao gồm tập cho các con một lối sống lành mạnh, dành nhiều thời gian để vận động, hạn chế các đồ ăn nhanh, bánh kẹo và đồ dầu mỡ để ngăn thừa cân, béo phì, và nếu có thể, uống nước từ máy lọc nước, ăn các sản phẩm không phun thuốc sâu và sử dụng các sản phẩm nhựa cũng như hóa mỹ phẩm có nhãn không chứa BPA, phthalate hoặc paraben. Ôi mẹ ơi, sao mà sống vui sống khỏe thôi cũng khó thế nhở? Hy vọng là video này giúp anh chị em hiểu thêm một chút về dậy thì sớm. Nếu như bạn thấy nó hữu ích, nhớ ấn nút like để ủng hộ chúng tớ. Đừng quên đăng ký VFax và rung chuông vì chúng tớ đăng nội dung mới mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.